Tập 37. Không chỉ bệnh viện không ghi chép, đến nhà Thiêu cũng có ghi chép quả táng A Hải. Cũng chính là nói, cho cốt Phong Tiêu Thanh đem về, rốt cuộc là ai chúng ta không rõ. Cũng có khả năng thứ anh ta mang về căn bản không phải tro cốt. Đợi đã, A Hải mọi người nói chính là anh của A Cương. Không phải anh ta chết lâu rồi sao? Chính là anh của A Cương. Tôi nghi ngờ thân Thế Kiệt ngã chết núi chết lúc đó thật ra là A Hải. Phần mặt thi thể tổn thương nghiêm trọng, cũng là cố ý. Muốn biết người ngã chết núi có phải A Hải không, tìm đội trưởng Tiêu kiểm tra một chút là đúng rồi. Kiểm tra thế nào? A Hải không để lại bất cứ chứng cứ gì, chúng ta lấy gì kiểm tra? A Hải chết rồi, em trai anh ta A Cương vẫn còn, có thể thông qua kiểm tra DNA xem hai người họ liệu có quan hệ máu mủ không. Cho mượn điện thoại. Chuyện này giao cho tôi đi, mấy người không cần lo nữa. Còn có Phong Mảnh, lại tìm Lưu Nhị đi hàng, chó cùng dứt dậu, mấy người phải cẩn thận chút. Alo, Đại Trung, cậu không cần đi Hà Bắc nữa. Chu Kiến Hải có một em trai, bây giờ ở Nam Châu. Được rồi. Đội trưởng Tiêu nói rồi, chuyện của A Hải anh ấy sẽ điều tra. Tốt quá rồi. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Bây giờ A Cương đang ở chỗ bố mẹ tôi, vừa là bảo vệ cũng như là giám sát. Anh và Liên Liên đi tìm đội trưởng Tiêu đi, bảo anh ấy lúc điều tra nhất định phải thận trọng, nhất định đừng làm kinh động đến Phong Tiêu Thanh. Vậy em thì sao? Em bắt buộc phải quay về. Bây giờ Phong Tiêu Thanh và Phong Dũng đang đấu tranh gay gắt, tình thế rất dễ xảy ra thay đổi. Em bắt buộc phải trông chừng anh ta. Không được, như thế quá nguy hiểm. Mình nhất định phải quay về. Sổ sách vẫn đang ở trong tay anh ta. Chuyện sổ sách tôi sẽ tìm. Chị đi cùng họ đi, mau chóng cứu bố và mẹ chị thoát khỏi chỗ của A Cương, trực tiếp đi tìm cảnh sát. Hai chúng ta cùng ra ngoài, một mình anh quay về. Anh sẽ nói với anh ta thế nào? Tôi sẽ nói là không để ý, đã để chị chạy mất. Liên Liên nói đúng. Lúc này, thời điểm này chị quay về bên Phong Tiêu Thanh thực sự quá nguy hiểm. Yên tâm đi, tôi sẽ ứng phó được. Người anh em, xin lỗi. Không cần xin lỗi, tôi hiểu mà. Tôi cũng phải nói một tiếng xin lỗi với anh. Mọi người hãy cẩn thận. Đi thôi. Trong túi có gì thế? Những thứ này không may mắn, lỡ như dở một vài cái thì sẽ tổn thất rất nhiều. Có thể giữ được bao nhiêu thì giữ lại đi. Cái này nhất định phải giữ cẩn thận.
Vậy cái này em sẽ vào cùng nhé. Em bê ra ngoài trước. Mau lên đi. Tôi sẽ nghĩ cách để lấy trộm đồ rồi trực tiếp gửi đến cục công an. Tôi sẽ phối hợp với chị. Không được, anh không thể bị lộ. Cho dù tôi có thành công hay không, anh cũng không được xen vô. Nhất định phải theo dõi chặt chẽ anh ta. Anh không hiểu anh ta. Anh ta rất xảo quyệt, làm chuyện gì cũng sẽ chừa một đường lui cho mình. Cho nên chưa tới thời khắc cuối cùng, chúng ta nhất định không được thiếu cảnh giác. Nhất định không được để anh ta chạy. Khao Quánh, chị trước đây tôi thực sự rất lo chị mềm lòng với anh ta. Chị diễn rất nhập tâm. Có lúc tôi thực sự cảm thấy chị thích anh ta. Anh có suy nghĩ như thế không kỳ lạ chút nào đâu. Bởi vì anh không biết tôi đã trải qua những gì. Anh à, Khao Quánh đâu? Vừa về đã nhốt mình trong phòng rồi. Liên Liên lại kiếm chuyện à? Không rõ lắm. Chị Khao Quánh cũng không để tôi lại gần, nhưng nhìn từ xa trông cũng không vui vẻ lắm. Được rồi, dưới bếp có đồ ăn đấy, đi ăn chút đi. Bạn của cô có tính cách như thế nào? Cô không biết sao mà còn giận cô ấy. Được rồi, chuyện này coi như tôi sai. Chuyện nhỏ như vậy có cần phải vậy không? Thân Thế Kiệt, anh đã hủy hoại toàn bộ cuộc sống của tôi. Vốn dĩ tôi có một công việc tốt, bố mẹ, bạn trai đều yêu thương tôi, bạn bè tâm đầu ý hợp. Nhưng tất cả những điều này sẽ không bao giờ còn nữa. Tôi muốn trốn đi nơi khác cùng anh, thay đổi hình dạng,
Mai Danh ẩn tích. Tôi không thể nào quay lại thân phận kha quánh trước đây nữa rồi. Đi lúc nào đây? Anh không cần che giấu tôi. Tôi biết cho dù Phong lão gia không cho anh tiền, anh cũng sẽ đi thôi. Anh sẽ không đợi cảnh sát đến bắt anh. Vài ngày nữa thôi. Trước khi đi, tôi muốn về sống chỗ bố mẹ tôi một đêm. Được rồi. Ăn xong rồi sao? Anh à, cậu về trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cậu. Không cần tôi ở lại sao? Lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Không cần đâu, về đi. Được rồi, vậy có gì thì gọi điện thoại cho tôi. Alo. Được rồi, tôi biết rồi. Thời gian tới hai người phải cẩn thận một chút. Đội trưởng Tiêu, anh yên tâm đi. Chúng tôi biết nên làm thế nào mà. Đúng rồi, phóng viên Liên, gần đây bệnh của mẹ cô thế nào rồi? Sao vậy? Cô không biết sao? Gần đây tôi luôn ở bên ngoài, lâu rồi không gặp mẹ tôi. Bà ấy sao vậy? Tôi cũng nghe người khác nói thôi. Bảo là gần đây phó thị trưởng Liên bị bệnh, xin nghỉ đi nơi khác dưỡng bệnh rồi. Sao bà ấy không nói với cô vậy? Có lẽ là vì sợ cô lo lắng thôi. Tạm thời đừng lo lắng, gọi điện thoại hỏi tình hình thử xem. Bình thường mẹ tôi toàn như vậy, báo tin vui không báo chuyện đáng lo, nhất là đối với tôi, càng giấu không chịu nói. Anh hãy dừng bước đi. Chúng tôi đi đây. Được rồi, vậy hai người đi đi, tôi sẽ không tiễn nữa. Xin lỗi. Xin chào. Số máy quý khách vừa gọi. Tắt máy hết rồi. Trùng hợp sao? Liên Liên, cậu sẵn sàng chưa? Đợi tin của tôi bất cứ lúc nào. Bây giờ không nói nữa. Gọi tôi làm gì? Tối nay hẹn người ta đi ăn cơm. Cô đi cùng tôi đi. Đi với ai? Cứ đi không phải cô sẽ biết sao? Rốt cuộc A Cương này muốn làm gì vậy? Tôi thấy cứ dụ hắn xuống, quật ngã rồi dẫn về cục thẩm vấn, không phải xong rồi sao? Không được. Bây giờ chúng ta vẫn chưa chắc chắn A Cương và Phong Tiêu Thanh có quan hệ gì. Bây giờ anh bắt A Cương, có thể sẽ kinh động đến Phong Tiêu Thanh thì sao? Cô nói xem có cách nào có thể lặng lẽ liên lạc với cha mẹ Kha Quánh không? Hỏi tình hình trước.
Đợi tôi một chút. Khiêm tốn thế. Sao vậy? Nhìn nhiều một chút. Lần sau gặp lại, không biết là khi nào nữa. Đợi mấy năm nữa sóng gió yên lặng, cô muốn quay lại, sẽ có thể quay lại bất cứ khi nào. Đâu ai theo dõi cô. Thả tôi ra, có được không? Cô xin cho tôi một đứa con, tôi sẽ thả cô ra. Xem như tôi chưa nói gì đi. Sắp đến chưa? Ở ngay phía trước. Rốt cuộc ăn cơm với ai vậy? Làm ra vẻ thần bí quá. Bố mẹ cô. Anh điên sao? Đang yên đang lành, anh gặp họ làm gì? Không phải cô bảo là nhớ họ sao? Đúng là tôi nhớ họ. Tôi muốn gặp họ nhưng mà tôi hẹn họ ăn cơm chỉ để khiến cô vui. Đừng giận tôi. Được, tôi cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi không hề vui chút nào đâu. Tại sao? Anh mang súng theo người. Lỡ họ nhìn thấy, họ sẽ sợ hãi đó. Cô yên tâm, tôi sẽ không để họ nhìn thấy đâu. Anh không định tối nay ăn cơm xong sẽ chạy luôn đấy chứ? Cô thông minh như vậy, không phải nên đoán được từ lâu rồi sao? Nếu không khi nãy cô sẽ không nói. Lần sau gặp lại, không biết là khi nào. Nhưng tôi không ngờ lại đột ngột như vậy. Alo. Alo bố. Bố đến đâu rồi? Bọn con sắp đến rồi.
Đúng, vị danh cư của khách sạn Khai Nguyên. Con cũng vừa mới biết thôi. Anh ta nói muốn cho con một bất ngờ. Mấy hôm nữa anh ta sẽ đi công tác, vừa hay tối nay rảnh nên muốn gặp chúng ta. Được rồi, đi từ từ thôi. Không sao, không phải vội, lát nữa gặp. Alo, Đại Chung, theo sát cha mẹ Khao Quánh, họ sắp đến khách sạn Khai Nguyên, tôi cũng sẽ đến ngay. Đội trưởng Tiêu, họ đến rồi. Tôi cũng đến rồi. Được rồi. Có phải bên này không? Bên kia. Tôi đi đón họ. Đừng nóng, đợi thêm chút nữa đi. Alo, A Cương. Phòng tiên sinh họ đến rồi. Được, tôi biết rồi. Trong chừng ngoài cửa. Đi thôi. Mẹ. Mẹ, xin chào. Số máy quý khách vừa gọi đã khóa. Đội trưởng Tiêu, thế nào? Hình dĩ theo vào rồi. Sao rồi? Cha mẹ Khao Quánh vào phòng bao trên tầng 2. Phòng do Phong Tiêu Thanh đặt. Lẽ nào Khao Quánh đã bị Phong Tiêu Thanh uy hiếp nên mới gọi chúng ta đến cứu cha mẹ cô ấy? Ý của cô ấy trong điện thoại là ám thị cho chúng ta có thể Phong Tiêu Thanh sắp có hành động gì đó, hoặc là muốn chúng ta ngăn cản, không để Phong Tiêu Thanh gặp cha mẹ cô ấy. Đây là nơi công cộng,
Chỉ cần Phong Tiêu Thanh không nổi điên thì sẽ không dám làm gì cha mẹ của Khang Quánh đâu. Đúng vậy. Phim được thuyết minh bởi Mango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Mẹ muốn đi đâu vậy? Mẹ. Mẹ. Mẹ trả lời con trước được không? Mẹ định đi đâu thế? Vẫn như hồi nhỏ. Nói là đi công tác, nhưng đi rất lâu. Ném con cho bà ngoại. Ném lại đây sao? Nhưng bây giờ bà ngoại không còn nữa. Căn nhà lớn như vậy, nếu mẹ đi thật, sẽ chỉ còn một mình con thôi. Liên Liên, mẹ không còn thời gian giải thích với con nữa. Mẹ đã để lại tiền và một số thứ cho con ở trong căn nhà rồi. Mẹ còn viết cho con một lá thư, trên đó viết rất rõ ràng: đợi qua một thời gian nữa, đợi sóng gió qua đi thì con lại đến. Mẹ à, mẹ biết con không muốn cái này. Mẹ luôn biết con không hề muốn những thứ này. Con còn nhớ hồi nhỏ mẹ cứ nói đi công tác thì sẽ đem dứt con ở ngoài rất lâu. Mẹ từng tặng con một quyển album. Mẹ còn nhớ không? Trong đó có một người mẹ ôm một đứa bé đang còn quấn tã. Mỗi tối cô đều gói lên quyển album đó ngủ. Vô cùng nhớ mẹ, nhưng con không có cách nào hết khiến cho mẹ trở về. Bây giờ con lớn rồi, con không muốn trải qua những đêm tối trằn trọc khó ngủ nữa. Mẹ, mẹ đừng đi được không? Liên Liên, con biết mẹ yêu con biết bao. Chính vì mẹ yêu con nên mới muốn con sống một cuộc sống thật tốt. Vậy nên mẹ mới làm việc sai trái. Mẹ không còn quay đầu được nữa con à. Mẹ, lúc con nhỏ, mỗi lần lớp mẫu giáo họp phụ huynh, mẹ đều không đi, đều là bà ngoại đi thay mẹ. Các bạn cùng lớp, bạn bè con, cứ mỗi khi đến lúc này đều cười nhạo con là đồ không có mẹ. Sao mẹ mày chưa bao giờ đến vậy? Nhưng mỗi lần con đều đớp chát kịch liệt lại với chúng rằng: tao có mẹ, tao có một người mẹ vô cùng yêu tao. Chỉ vì bà ấy bận quá, bà ấy không có thời gian. Nhưng dù bà ấy ở đâu, tao đều tự hào hãnh diện về bà ấy. Trước kia mẹ luôn nói với con gái cưng này, con làm việc sai trái thì có mẹ ở bên cùng sửa thành đúng. Chỉ cần con thay đổi thì vẫn sẽ là con gái ngoan của mẹ.
Câu này hôm nay con muốn nói cho mẹ nghe. Con bằng lòng đợi mẹ. Con bằng lòng cùng mẹ. Chúng ta cùng sửa sai thành đúng, được không mẹ? Mẹ, đi tự thú đi, được không ạ? Liên Liên, cho dù mẹ ở nơi nào trên thế giới này, thì chỉ cần mẹ sống, chúng ta mới có ngày gặp được lại nhau. Không phải sao con? Không phải như thế đâu. Mẹ nên hiểu rõ hơn con rằng sự gì không phải đơn giản như mẹ nghĩ. Nếu mẹ bằng lòng nghe con thì đi tự thú đi mẹ à. Khi con nhớ mẹ, ít nhất còn có thể đi thăm mẹ. Thậm chí có thể chạm vào mẹ, biết được mỗi ngày mẹ có mạnh khỏe hay không, có vui vẻ hay không. Nếu mẹ đi thật rồi, mẹ nghĩ là còn có thể về được sao? Mẹ, mẹ, tôi muốn đi vệ sinh. Tôi ở đây đợi. Được, tôi biết rồi. Chúng tôi đến ngay. Sao rồi? Trong tay anh ta có sổ sách, trên người còn có súng. Đã rõ. Chia ra hành động. Hai người bên này, hai người bên này.
Lên xe. Cô ta không phải người cùng thuyền với chúng ta. Đây, đây rốt cuộc là thế nào? Quánh Quánh, con nói bố mẹ nghe. Mẹ đi mở cửa. Đến đây. Chào bà. Vâng, chào anh. Đội trưởng Tiêu, không theo đuôi được hắn. Nhưng mà theo như lời tố cáo của cô, chúng tôi đã phát hiện ra một đống thiết bị theo dõi ở phòng bên cạnh. Ngoài ra còn có một phần số tiền và vàng mà Dao Nhọn trộm đi. Các anh nhất định phải bắt được hắn. Yên tâm đi. Quánh Quánh, Vũ Trạch, hai người không cần lo lắng. Lúc nữa bảo Kha Quánh nói tường tận cho hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chú ạ, yên tâm đi. Yên tâm đi, bên ngoài có người của chúng tôi bảo vệ an toàn cho mọi người. Anh Vũ, đi thôi. Chậm thôi. Đi thôi anh Vũ. Tạm biệt. Chào, buổi sáng. Chào. Tôi nói anh Vũ này, sao anh vẫn chưa chuyển nhà thế? Thân phận hiện tại của anh ở đây mất giá bỏ xử. Mất giá? Mất giá? Chả phải là vì không nỡ mấy cậu sao? Không nỡ thì dễ nói rồi, đúng không? Mua một căn nhà lớn, anh em ta cùng ở. Đúng đúng, chúng ta cùng ở. Nhà lớn hả? Nhà lớn? Lớn cỡ nào thì coi là lớn hả? Ít nhất là hơn chỗ này. Đợi anh mày phát tài đã. Sau khi mua cái sân thượng ở đối diện kia, chúng ta cùng ở được không? Anh Vũ nói đó. Cậu đốt pháo cho tôi nhé. Chào anh Vũ. Anh Vũ đi cẩn thận. Alo, ai đấy? Anh Thanh. Lên xe. Anh khôn phải không? Lần câu cá trước, đừng nhìn nữa, tập trung mà câu cá đi. Tối nay sếp cậu sẽ ăn cá. Anh Thanh ở đâu? Đi thôi, đợi cậu đó. Đưa điện thoại cho tôi.
Anh Thanh,